chúng mình có một kỳ nghỉ thật là dài. Lý do để có một kỳ nghỉ dài này liên quan đến một loại dịch bệnh tên là COVID-19. Loại dịch bệnh rất nguy hiểm, lây lan qua đường hô hấp từ người sang người. Vì vậy, khi có việc thật cần thiết phải ra đường, các con nhớ phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sát khuẩn để đảm bảo sức khỏe nhé. Để kỳ nghỉ dài này trở nên vui hơn thì hôm nay cô Loan sẽ hướng dẫn chúng mình một thí nghiệm nho nhỏ có tên là những viên kẹo màu sắc. Để chuẩn bị cho thí nghiệm này thì cô Loan đã chuẩn bị một chiếc đĩa. Chúng mình có thể chọn đĩa to hoặc đĩa nhỏ tùy theo ý thích của chúng mình nhé. Đó. Những viên kẹo nhiều màu sắc, màu xanh này, màu vàng này, màu đỏ này, màu cam này, màu xanh da trời này, thật là hấp dẫn phải không các con? Tiếp nữa thì cô Loan đã chuẩn bị một cốc nước. Bây giờ thì chúng mình hãy chú ý xem cô thực hiện thí nghiệm mình nhé. Cô Loan sẽ xếp xen kẽ những viên kẹo nhiều màu sắc này với nhau này xung quanh viền đĩa. Những viên kẹo nhiều màu này đang dần ra màu đúng không nào? Những viên kẹo đang dần ra màu đấy các con ạ. Những viên kẹo nhiều màu sắc này, nhiều có nước mà đã dần ra màu thật đẹp đấy. Màu xanh này, màu cam này, màu nâu này, màu đỏ này, màu vàng, thật là hấp dẫn phải không? Vậy chúng mình hãy cùng chuẩn bị và thực hiện ở nhà nhé. Vừa rồi thì cô Loan vừa thực hiện thí nghiệm những viên kẹo sắc màu, thật là tuyệt vời phải không nào? Cô Loan chúc các con sẽ thành công với thí nghiệm này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con!